Trên tay của tôi là một cái máy khoan bê tông cực kỳ nhỏ gọn mà anh em rất ít nhìn thấy trên thị trường đó là Milwaukee M12CH Anh em hãy theo dõi hết video để xem cái máy này có những cái gì thú vị nhá Cái máy khoan này sử dụng mũi khoan chân SSD anh em nhá Nó có thiết kế tay cầm dạng chữ D như thế này Nó là loại máy khoan có hai chức năng, một chức năng khoan búa và một chức năng khoan thường Cái chức năng khoan thường này để anh em khoan sắt và khoan gỗ hoặc là anh em khoan gạch men còn chức năng khoan búa này thì anh em khoan tường và khoan bê tông đúng chuyển tác dụng của cái máy khoan này thì cực kỳ nhỏ gọn và nó rất là nhẹ nhàng chỉ cần đẩy nhẹ phát thôi là anh em có thể chuyển tác dụng được rồi đầu tiên tôi nhìn thấy cái máy này thì tôi tưởng là cái phần đầu của nó là được làm bằng kim loại nhưng mà thực ra không phải phần đầu này của nó được làm bằng nhựa anh em nhé đây là loại nhựa chống va đập tốt và có sự bền bỉ cực kỳ cao. Phía mặt trước của máy sẽ có một cái đèn LED rất là nhỏ, nhưng mà cái độ sáng của nó thì tôi nghĩ là đủ để cho anh em có thể sử dụng được máy khi mà anh em làm việc ở những nơi có ánh sáng thấp. Thân máy sử dụng động cơ không có chổi than, cho nên nó giúp cái máy này có kích thước rất là nhỏ gọn và giúp máy tiết kiệm điện năng và làm việc một cách mạnh mẽ hơn so với các dòng máy sử dụng động cơ có chổi than. Ngoài cái kết cấu động cơ bên trong của nó là không chổi than thì cái máy này sẽ được trang bị cái công nghệ Red Link Plus Với công nghệ này thì cái máy sẽ có một cái bảng mạch bên trong nó kết nối giữa pin và máy để cho máy được hoạt động tối ưu hơn Và giúp hệ thống có khả năng chống quá tải pin và máy tốt hơn rất là nhiều Phía đằng sau đuôi của máy sẽ có bốn cái đèn báo để báo vạch pin Bởi vì các dòng pin 12V của Milwaukee sẽ không có các cái đèn báo vạch pin ở trên pin Cho nên là trên thân máy của các cái dòng máy 10, 10, 12 đều có đèn báo vạch pin để anh em có thể biết được là pin còn hay hết. Phía tay cầm của máy được bọc bằng cao su cho nên là cho anh em cảm giác cầm cực kỳ êm ái. Và cái công tắc của nó là công tắc điều tốc. Khi mà anh em muốn tốc độ nhanh thì anh em sẽ ấn mạnh. Anh em sẽ ấn mạnh vào đấy. Ấn mạnh vào thì công tắc nó sẽ có tốc độ nhanh, còn anh em ấn nhẹ thì máy sẽ chạy với tốc độ chậm hơn. Phía bên trên của nó là cái nút đảo chiều. Cái nút đảo chiều này đối với tay của tôi thì nó cảm giác sẽ hơi bị với một chút bởi vì phía bên thần bởi vì phía bên phần thân của máy thì nó theo hình chữ nhật cho nên là nó sẽ không được bóp vào phía bên trên này. Cảm giác dùng sẽ hơi khó chịu một chút. Kết cấu lỗ thoáng gió của máy ở hai bên phía bên đằng này và phía đằng sau ở phần dưới ở phần bên trên tay cầm một chút. Ở phần mặt sau của máy sẽ được bọc cao su và cái phần bọc cao su này sẽ rất tiện lợi để cho anh em cầm tay này đẩy vào. Bởi vì thông thường thì cái máy này sẽ được anh em sử dụng bằng một tay nhưng nếu như anh em cần lực đẩy mạnh hơn để anh em có thể khoan nhanh hơn thì anh em sẽ cầm vào tay đẩy nó sẽ giúp trợ lực cho máy để khoan nhanh hơn và việc kết cấu lỗ thoáng khí ở phần bên dưới không bị che bởi cái tay khi mà anh em động vào nó làm một thiết kế khá là tuyệt vời bởi vì thông thường có một số các dòng máy nó sẽ có lỗ thoáng khí ở phần phía đuôi máy như thế này cho nên là nếu như mà anh em lấy tay chặn vào như này thì nó sẽ bị không tản được nhiệt và nóng hơn rất là nhiều khi mà anh em lắp một cục pin M12 6.0 AH này vào thì tổng cân nặng của máy là 1,9 kg và cái máy này nó cảm giác cầm rất là cân đối khi mà anh em để xuống dưới mặt sàn thì cái máy này nó có thể đứng được. Nhưng nếu như mà anh em lắp những cục pin nhỏ hơn, dung lượng nhỏ hơn một chút thì nó sẽ bị mất cân đối. Vì nó chỉ đến tập này thôi thì cái máy nó sẽ bị đổ. Anh em sẽ không thể mà để được cái máy này ở trên sàn mà anh em phải làm cho nằm xuống. Theo như thông số của nhà sản xuất thì máy có khả năng khoan sắt với đường kính tối đa là 10 mm, khoan bê tông với đường kính tối đa là 13 mm và khoan gỗ tối đa với đường kính là 13 mm. Tốc độ không tải của máy là 0 đến 900 vòng trên phút. Tốc độ bố đập của nó là 6575 vòng trên phút. Và lực đập của máy là 1,1 Joule. Tức là với lực đập 1,1 Zun như thế này thì nó sẽ có sức mạnh bằng một cái máy khoan bê tông pin 12V của hãng đầu án là DCH072 và nó khỏe hơn một chút so với máy DHR140, máy khoan bê tông pin 12V của Magita là 1 Zun. Nhưng mà theo như thông số của nhà sản xuất thì nó có thể khoan tối ưu mũi từ 5,5 đến 12 thôi. Còn nếu như mà anh em khoan mũi 13 thì nó sẽ không tối ưu. Tốt nhất là anh em chỉ sử dụng tối đa là 12 mm thôi nhá. Bây giờ tôi sẽ sử dụng thực tế để xem sức mạnh cái máy này nó như thế nào. Tôi sẽ lắp cho nó một cái mũi khoan bê tông 12 là mũi khoan tối đa mà nhà sản xuất nói là nó hiệu quả nhất. Cái cảm nhận đầu tiên khi mà chạy cái máy này thì tôi thấy nó là nó khá là khỏe nhưng mà lại rung cảm giác rung tay vì cái máy này nó không có chế độ chống rung anh em có thể nghe tiếng kêu là nó có cái gì đấy nó không được êm ái cho lắm bây giờ thì khoan thử xem là nó có rung như tôi nghĩ không Máy thực sự là khoan cực kỳ khỏe luôn à, Bởi vì là nó khỏe cho nên là tôi cảm giác nó hơi rung Cái mũi khoan này là mũi khoan 12 Và đây là cái bê tông được trộn sỏi anh em nhé Mà nó đục khá là khỏe À mà nó khoan rất là khỏe Bây giờ tôi sẽ đo thời gian xem là một cái mũi khoan đường kính 12mm Dài với độ sâu là khoảng 10 cm thì nó sẽ khoan trong vòng bao lâu anh em nhé 1, 2, 3 đã hết mũi khoan anh em nhé thì nó hết nó khoan một mũi khoan này trong vòng 28 29 giây là khoan được một mũi bây giờ sang tới phần test thứ hai là phần khá là quan trọng đó chính là tôi sẽ thử xem với một cục pin 6.0AH đầy anh em nhé. bốn vạch này. Nó sẽ khoan được bao nhiêu mũi 8mm. Thông thường thì các cái video trước tôi làm về Magita và Tông Trang hoặc là đấu ấy thì tôi đều sử dụng mũi 8 do vậy mà hiện tại tôi cũng do vậy bây giờ tôi cũng sẽ sử dụng mũi 8 để so sánh xem là liệu nó khoan được bao nhiêu mũi khoan vào một cục bê tông như thế này cục bê tông như thế này thì phần lõi của nó cũng là nó có một cái lõi rỗng nhưng mà nó cũng đạt tới tầm này khoảng 10 cm cho nên là nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Nên bây giờ tôi sẽ, sẽ tiếp khoan xem bao nhiêu mũi anh em nhé. Ok Bây giờ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mũi 20 mũi Nếu như mà tính cả cái mũi 12, cái mũi 12 là 20 mũi Cái mũi đang dở này Nói chung là ít hơn so với tôi tưởng tượng máy khỏe làm nhanh cho nên là nó sẽ hao pin hơn so với việc là một cái máy mà nó làm tốc độ chậm hơn nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ làm được khoan được nhiều mũi hơn. Bởi vì đây là một cái máy khoan bê tông 12 V đầu tiên tôi khoan thử cho nên là tôi cũng không rõ là cái số mũi của các cái hãng khác nó như thế nào nhưng đối với các dòng 18V như của Magita DHR182 và DHR171 thì với những cái cục pin 4.0Ah 18V của Magita tương đương với 72Wh ấy, và cục pin 6.0 M12 của Milwaukee cũng là 72Wh thì Milwaukee với cục pin 72Wh nó khoan được 20 lỗ với mũi 8 thì Magita DHR182 pin 4.0 72Wh nó sẽ khoan được 46 mũi và DHR 171 với cục pin 72 Wh nó sẽ khoan được 35,5 mũi như vậy thì uh, Milwaukee đối với tôi đánh giá thì nó khoan được số lượng khá là ít mũi với một cục pin có công suất đầu ra ngang so với MAGITA không biết là trong những anh em đang xem video này có những anh em đang sử dụng cái máy M12CH này không? Xin cho tôi biết ý kiến của anh em ở phần bình luận phía bên dưới nhé. Uh, video của chúng tôi đã kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.